Xin chào quý vị, tôi tên Hồng Thiệu Trác. Theo tiếng Mỹ thì tôi lấy tên là Joseph Hồng. Tôi sinh năm 1963 vào tháng 4, cuối tháng 4 là tại thành phố Nha Trang. Tôi đi vượt biển năm 1978, lúc đó thì tôi vừa tròn 15 tuổi. Thì trước năm 75, gia đình tôi sống ở Nha Trang thuộc thành phần khá giả. Và bố tôi là người đại diện Hoa Kiều ở thành phố Nha Trang và có sự liên hệ với Việt Nam Quốc Dân Đảng và Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Thì bố tôi thường thường đi về Đài Loan với Việt Nam. Thì năm 75, biến cố năm 75 thì có nhiều quý vị cũng đã từng biết. Khi mà Việt Cộng đã chiếm được Ban Mê Thuột thì bắt đầu cái sự sụp đổ lan truyền là quân khu 2 mất. Rồi đến quân khu 1 bỏ rơi. Rồi thì thành phố Nha Trang lúc đó là hoảng loạn. Thì bố mẹ tôi cũng dẫn mấy anh em cũng chạy. Cũng chạy đi xuống tới Cam Ranh. Và từ Cam Ranh mình đi lên chiếc tàu hải quân để đi lánh nạn. Thì các bạn, quý vị không hiểu. Đứa bé 12 tuổi đâu có biết gì thời kỳ đó. Tại ngày xưa là không có khổ hay không biết. Chỉ thấy ô lên tàu thì vui quá. Thấy người ta chạy thì mình cũng bắt chước chạy. Không biết gì hết, lên tàu thì hồi tàu hải quân tàu lớn. Ô vui đó, lại coi như là sải tay là lên trước. Rồi từ đó khi mà chiếc tàu khởi neo đi về Vũng Tàu đó thì tôi mới tìm xung quanh không thấy bố mẹ tôi đâu. Không thấy anh em tôi đâu. Là vào tới Vũng Tàu tôi bắt đầu khóc lóc. Tôi biết chuyện gì xảy ra. Đó, tìm bố, tìm mẹ, rồi tìm anh em. Tìm không ai gặp. Và khi mà tới Vũng Tàu thì có một chiếc xe nhà binh, có mấy người lính. Họ hỏi. Người lính thôi, tôi không biết là lúc đó tôi hoàn toàn không biết là binh chủng gì. Họ hỏi có ai về Sài Gòn không? Đó, thì trong cái khái niệm tôi là lúc đó tôi cũng từng nghe qua Sài Gòn. Mà Sài đó, thì cũng mất, tôi cũng leo lên xe. Đó, chú cho con đi theo về Sài Gòn. Thế là tôi cũng leo lên xe nhà binh ở tôi về Sài Gòn. Mà về Sài Gòn làm cái gì tôi cũng không biết. Mà tôi có thân nhân ở Sài Gòn hay không thì tôi lúc đó tôi có biết, tôi có cô, có bác ở Sài Gòn. Mà nhưng địa chỉ tôi không biết. Tên gọi là gì tôi không biết. Thì ở nhà tôi chỉ biết cô Út, cô Năm, cô Út, bác Hai, bác Ba. Vậy thôi chứ tôi không biết tên chính thức gọi là gì, ở đâu. Đó. Và từ đó khi mà xin nhà binh chở tôi xuống tới Sài Gòn là, rồi họ kêu xuống xe rồi tôi xuống xe. Mà đi đâu tôi không biết, trên tay là không có một đồng xu, lại không có một cái gọi là quần áo gì hết. Là từ đó là tôi cũng lang thang. Ngày nào cứ khóc lóc đi lang thang với tôi không biết làm gì hết. Rồi người ta thấy, tôi thấy người ta cũng lụm ve chai, lụm lon, lụm đồ. Thì tôi cũng bắt chước đi theo lụm lon, lụm đồ. Mà thậm chí tôi có nói từng bị đánh. Mà lý do gì tôi không biết. Là sau này tôi mới hiểu là, dần dần tôi mới hiểu là tôi là một thằng đứa bé lạ. Họ tưởng là tôi kiếm địa bàn của họ, họ đánh tôi. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Và sau một thời gian, một hai ngày, hoặc có thể là một tuần lễ sau, là từ từ tôi làm quen với nhiều đứa bé cũng như trong cái hoàn cảnh như tôi. Đó. Thì bắt đầu mới chia nhau là đi lụm, rồi về bán, lụm ve chai, lụm báo, lụm gì đó. Rồi bán, rồi để lấy tiền mà mua cơm ăn. Nhiều khi không có thì lại đi xin cơm. Thấy mấy cái quán cơm rồi, người ta ăn cơm thì tôi cũng đến, rồi chú cho con xin miếng cơm. Hoặc là trong khi người ta ăn xong rồi mà nhưng cái dĩa cơm vẫn còn thì tôi lúc đó tôi cũng bắt kiếm mấy đứa bé kia giành giật nhau cái dĩa cơm ăn thừa của người ta. Rồi tôi cũng đi xin cơm hoặc là giành giật cơm với những đứa bé khác. Đó, rồi
cũng là lụm thuốc lá, bắt đầu là học gọi là mưu sinh, là cũng biết là lụm thuốc lá dư thừa cũng bắt chước người ta đi hút thuốc đó. Thì rồi đánh giày thì tôi không có đánh phần đánh giày, thì tôi đánh lại không lại người ta, tôi chỉ biết vậy thôi. Rồi đó, rồi người ta kia đi xuống chợ An Đông thì tôi sống tới chợ An Đông ở quận 5, tôi sống ở đằng đó, ngủ vỉa hè. Khi là trời tối mấy cái sạp chợ người ta đóng cửa thì tôi lại lăn ra đằng đó mà ngủ, có còn dư cải cái gì đó thì tôi lụm được cái gì tôi ăn, tôi ăn. Còn gọi là tắm rửa thì tôi thường thường là gọi là đi vào mấy cái công viên mà chỗ nào mà nó có cái hồ nước, thì những đứa bé như chúng tôi là nhiều lắm, gọi là rất là nhiều đó. Cứ vợ xuống đó mà tắm, mà cô có quần áo thay không? Hoàn toàn không có đó. Có thể lâu lâu thì cũng có vài mấy bác họ thấy tội nghiệp, họ cũng cho tí quần áo hoặc cho dép đó, hoặc cho cơm ăn đó. Rồi sau tôi nhớ là có một lần là ở đường Nguyễn Chi Phương, ngay chỗ ngã sáu ngã bảy Chợ Lớn đó, thì có cái chỗ mà cái người ta bán nghêu luộc ăn đó, thì họ thì có một tôi gọi là dì Năm, dì Năm hỏi đó, à, nhỏ ơi ăn gì chưa, à, thì tôi nói là chưa con, con chưa ăn gì hết chị ơi. Thì nó đây, vô đây dì cho con ăn, mà nhưng con phải làm việc cho dì đó. Thì tôi cũng nghĩ ở có cơm ăn là được rồi đó, tôi khỏi cần đi nhặt ve chai hỏi gì hết, thì tôi cũng được cơm ăn, thì tôi cũng dọn dẹp được cái coi như là gọi là theo tiếng Mỹ là gọi là busboy đó, ở tiếng Việt mình gọi là mấy thằng boy đó, thì cũng dọn dẹp đĩa rồi gì đó, là khi người ta ăn xong rồi quét dọn đó, vậy thôi. Sau một thời gian mà tôi không biết là lý do gì đó, rồi dì Bảy, dì Năm thì nói là không cần tôi nữa đó, lại tôi lại vác về lại chợ An Đông. Ở chợ An Đông mà sau là tôi gặp được một người anh và nói là ân nhân của tôi, anh Hiệp, là một cụ, là một quân nhân bị thương mất một tay một chân. Ông có một cái chiếc xe ba gác mà đi gọi là anh ta không có thể nào mà đẩy hoặc là đạp được, mà nhưng cái sự cố gắng của anh là nhận được hàng chở, gọi là chở rau củ từ đầu chợ này đi qua chợ đầu bên kia, cũng là ngay chợ An Đông mà nhưng cửa sau đi ra cửa trước thôi đó. Thì họ thì anh Hiệp thì anh nói là nhóc mày không có nơi ở thì mày ở anh đó, giúp anh một tay đó. Thì anh Hiệp thì tôi cũng làm việc giống anh Hiệp là chở rau cải, vác những cái thúng cái rau đưa lên xe ba gác, là ảnh đẩy rồi tôi kéo đó. Là từ đường Hùng đằng sau đường Trần Hoàng Quân kéo ngược qua bên đường Hùng Vương của chợ An Đông, cứ ngày qua ngày là tôi sống đó. Là có người ta trả công cho anh Hiệp thì anh Hiệp cũng mua cơm cho tôi ăn, chứ không có lương. Thì nói chung là người ta trả công như bao nhiêu thì anh Hiệp cũng là mua cơm, mua thuốc lá nuốt thôi, chứ nói là tiền bạc thì tôi hoàn toàn không có cái khái niệm đó. Tôi chỉ biết là anh Hiệp là như vậy thôi. Mà đến năm 78 cái là anh Hiệp nói là anh không thể nuôi em được nữa ha. Thì anh yếu lắm rồi, anh bắt buộc anh phải bán cái chiếc xe ba gác này thôi, anh không còn đủ sức nữa rồi à, thì em cứ tìm nơi nào đó để sống tiếp tục mà sống đi. Và từ đó là tôi bắt đầu lang thang lên phố Sài Gòn, lên phố Sài Gòn ngay chỗ đường Nguyễn Huệ Rạp Rết, là tôi cũng là bắt chước ta đánh giày bán báo đó, cũng lụm coi như là
lượm lo bất cứ lượm cái được cái gì thì bán được thì bán đó. Và thậm chí tôi cũng gọi là cái tật xấu là cái hoàn cảnh bắt buộc tôi phải bắt buộc là phải giật đồ để tôi sống, đi giật đồ để tôi sống. Và tôi cũng đã từng bị du đảng địa phương nó đánh đó, là tôi giật được đồ thì nó giật lại đồ của tôi, nó đánh thôi đó đó. Cái bằng cùng với xã hội mà đứa bé 12, 13 tuổi đâu biết cái gì. Đến năm 78 là lúc đó tôi được 15 tuổi thì là cái tướng mình nhỏ con mà cũng là lựu đạn, mình nói là giang hồ rồi, gọi là lựu đạn rồi. Thì tình cờ cái đêm ngày hôm đó là tôi đi lượm rác, lượm lon để bán ve chai, và tôi tới sông Bạch Đằng tôi tắm rửa vậy thôi. Thì tôi thấy người ta đi xuống ghe, thì tôi cũng hỏi có phải là đi qua bên Thủ Thiêm không? Thì họ nói, đúng rồi đi Thủ Thiêm, thì có đi ké qua. Đó, mà thì họ nói phải mua vé mới được. Đó, thì tôi nói là tôi không làm mê chai ăn mày làm gì có tiền mà mua vé. Thì trong lúc đó không hiểu một lý do gì, có thể là họ, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tôi thấy họ cứ ùa ùa kêu xuống ghe lẹ lẹ gấp lên đó. Thì tôi cũng cũng bắt chước đi xuống xe vậy thôi, chứ hoàn toàn tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nói thật là như vậy. Thì xuống ghe mà tôi cũng, thì họ cứ đi qua bên Thủ Thiêm mà đi cả mấy tiếng đồng hồ, tôi nói quạch theo Thủ Thiêm đằng này là đi đằng kia. Thì chủ ghe chỉ kêu tôi là đừng có lên tiếng, đừng có nói chuyện gì, cứ ngồi đó. Thì tôi cũng ngồi đó, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rồi khi mà thấy được chiếc tàu sắt đầu lớn thì chủ ghe kêu là leo lên hết, leo lên chiếc tàu đó. Cái đêm ngày hôm đó là đổi đời của tôi. Vào ngày 1 tây tháng 10, đêm 1 tây tháng 10 năm 1978 là tôi từ bỏ quê hương, là đi vượt biên. Và sau chuyến đi 7 ngày đến 17 tây tháng 10 thì tàu tôi chúng tôi đã cập bến Terengganu. Và đến chiều ngày hôm đó là chiếc tàu ghe của chúng tôi là một chiếc tàu sắt mà bán chính thức do một người Hoa tổ chức. Sau khi mà đến chiều 4 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 1978, chúng tôi đổ bộ vào đảo Bi Đông. Và từ đó tôi mới biết được là đi vượt biên để tìm tự do. Và tôi cũng được biết là chiếc tàu đó là tổng cộng là có 575 người. Và có thì tàu tôi thì hoàn toàn không có bị là cướp bóc hay gì. Ngày đầu đêm đầu tiên ra khơi thì chúng tôi gặp được tàu Liên Xô. Thì tôi thấy là người ta cũng hoang sợ, mà tôi thì lúc đó thì còn bé thôi, tôi cũng không hiểu cái gì, chuyện gì xảy ra. Thì tôi cũng ngơ ngác, tôi cũng đứng nhìn vậy thôi chứ không biết gì hết. Thì trong lúc đó thì thuyền trưởng có đưa một đứa bé lên chiếc tàu Liên Xô cần sự giúp đỡ gì đó. Rồi tới sáng ngày hôm sau khi mà lúc đó là cơn bão thì tàu Liên Xô nó che chở giùm cho chiếc ghe của chúng tôi. Đó. Thì sáng ngày hôm sau thì tôi thấy thuyền trưởng đưa ẵm đứa bé xuống, mà với lại là đã bọc là cái ga giường bọc lại như một là một cái xác chết rồi. Đó. Thì là một cái xác chết, thì về xuống nói cho bố mẹ của đứa bé nghe. Thì bố mẹ của đứa bé đó lại chính là chủ tàu. À, thì tôi cũng đứng này thì tôi cũng ngó qua ngó lại, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì thấy họ làm thủy táng đó. Rồi sau đó là chiếc tàu Liên Xô đi thì chúng tôi cũng tiếp tục đi, và đi tới ngày thứ tư thì chúng tôi gặp được tàu hải quân của Malai, họ kéo chúng tôi vào Terengganu. Và là chúng tôi được sống ở Terengganu được 3 ngày, là trên chiếc tàu đó, vẫn là ngồi ngồi trên chiếc tàu mà nhưng cập cảng Terengganu là hoàn toàn không có thức ăn, không có nước uống gì hết, họ không có cho cái gì hết.
coi như là ngày 7 tháng 10 họ họ chính thức kéo chúng tôi vào 10 giờ sáng. Tôi nhớ là vào buổi sáng cũng không gọi đoạn cũng không gọi là sáng lắm, gọi là có thể nói là vào buổi trưa thì tôi theo sự tôi đoán là khoảng 10 giờ thì chúng tôi được kéo và qua bi đông. Mà khi vào bi đông thì họ cũng không có cho vào. Không biết sự điều đình như thế nào giữa tàu hải quân và lực lượng cảnh sát ở Ba La, ở cảnh sát của Bi Đông. Chuyện gì xảy ra thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Đó. Đến có khoảng gần xế chiều, thì theo tôi đoán là có khoảng từ 4 giờ đến 6 giờ chiều, lúc đó thủy chiều lên, thì tài công kêu tất cả nhảy xuống để đổ bộ vào. Đó. Thì lúc đó tài công là ủi chiếc tàu và chiếc tàu sắt vào là ngay giữa dưới chân đồi tôn giáo. Hiện nay mà các quý vị có những ai mà đã từng sống ở Bi Đông thì có thể thấy được chiếc tàu sắt màu xanh trời lợt mà nay đã bục nát rồi, còn đậu ngay dưới đồi tôn giáo. Đó là chiếc tàu TV-148 của tôi. Sau này mà khi tôi đến chạy Bi Đông rồi đó thì tôi mới có cơ hội là tôi sống chung với tài công. Thì tôi có hỏi thì anh ta mới cho biết là chiếc tàu này là tàu chở gạo ở Trà Vinh lên Sài Gòn. Mà sau này mà được là chủ tàu người Hoa mua lại và kết nối với tụi công an là để cho đi, để người Hoa ra đi theo diện gọi là bán chính thức. Chiếc tàu sắt này hoàn toàn là tàu đi sông chứ không phải là tàu đi biển. Là lúc trong cái hoàn cảnh đó, nhưng người chủ tàu hoàn toàn cũng không biết thế nào là sự phân biệt giữa tàu sông và tàu biển như thế nào. Họ chỉ biết tàu là có thể nổi trên bờ, trên nước thôi, là họ thế là họ mua là họ đi. Để chiếc tàu 555 người là dự định là chỉ có 300 người là lương thực và nước uống, là trực chỉ từ Việt Nam đi Úc. Đó là cái theo cái lời kể của tài công. Mà nhưng khi mà xuống bãi đó thì sau này tôi mới biết xuống bãi là không phải là từ bến Bạch Đằng như hồi nãy, là bến Bạch Đằng là chỉ do tôi thôi, là tôi là người là họ đi rước, chính thức họ xuống ghe là xuống tàu là từ bến Cát mà đi. Từ bến Cát mà đi và đi dọc theo con sông Sài Gòn ra tới ngoài khơi. Thì trên đoạn đường đó thì họ rước rất là nhiều ghe nhỏ mà để đi lên. Mà cái phân số mà giữa 300 tới 500 là 275 người đằng đó, đó có thể là một cái sự buôn bán do tụi công an tổ chức ngoài sự hiểu biết của chủ tàu. Hay sau đó thì tôi không biết. Mà khi mà ra tới, lên tới đảo rồi mới ngồi điểm danh mới biết là 575 người. À. Rồi khi nước uống là hoàn toàn là trên 7 ngày tôi chưa từng uống một miếng nước. Chỉ là có qua một cơn mưa tôi chỉ thấm cái áo bị ướt, là thế là tôi chỉ nếm từ cái áo, nước từ trên cái áo của tôi thôi. Hoàn toàn là không có đủ nước để uống. Đó, lương thực thì hoàn toàn không có, tôi đã ăn được một củ gọi là một miếng khoai lang sống bằng đầu ngón tay trong 7 ngày. Đó, tôi hoàn toàn không biết là có lương thực hay không. Là lúc đó tại tôi ngồi ở trên bon chứ tôi không ngồi dưới hầm. Đó, mà tôi hoàn toàn không có biết là không tôi, có ai nấu nướng không? Với lại tôi ngó nhìn xung quanh cũng không ai ăn uống. Đó, mà những cái sự, một cái sự sống nào đó mà do trời ban cho hay sao đó tôi không, miracle phải nói là cái sự miracle. Mà thế mà 575 người là chỉ có một đứa bé nó mất là trong ngày đêm đầu thôi. Khi mà ra tới ngoài khơi rồi đó thì tôi cũng có hỏi người bên cạnh đi đâu rồi, là đi vượt biên. Mình đi vượt biên làm gì?
tôi cũng không hiểu. Đó, tôi đã nói trước, tôi hoàn toàn không có khái niệm cái từ nghĩa vượt biên. Vượt biên để làm gì tôi cũng không biết. Họ nói là tìm tự do, mà tôi lại cũng hoàn toàn tôi cũng không biết gọi là thế nào là gọi là tự do. Tại tôi cũng không sống mồ côi, tôi sống lưu lạc, tôi có bị sự kèm ép của ai đâu. Tôi ăn mày mà tôi có biết gì đâu. Đó. Tìm tự do về cái gì tôi cũng không hiểu. Cái đó là chính bản thân tôi, còn người khác thì ra sao thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là đi tìm tự do. Thì đi tìm tự do mà tôi không hiểu. Mà với lại tôi cũng không có cái cảm nghĩ gọi là đi trở về. Đó. Tại tôi chỉ biết thì theo người ta đi vượt biên, đi tìm tự do, mà có ngày về hay không, tôi cũng không có đánh cái dấu hỏi đó. Vậy tôi cũng bắt chước tôi đi vượt biên, đi tìm tự do. Chứ hoàn toàn trong đầu óc tôi không có một cái thề gọi là cái hiểu biết gì về chính trị, hiểu biết gì về cái từ ngữ tự do vượt biên là gì. Thì đảo năm 78 và tháng 10 tàu tôi đến Bi Đông. Thì tôi biết được đó, bảo Bi Đông chỉ mở cửa vào từ tháng 7, 78. Thì có thể nói tôi là một tớp đầu tiên đến Bi Đông. Mà lúc đó thì cái hòn đảo rất là hoang dã, chỉ có rừng rú chứ không có một cái gì hết. Và tôi là đứa bé mà có không, trong túi không có một đồng xu nào. Tôi chỉ lượm được là cái lon coca và nhờ sự giúp đỡ của chính phủ Malai chỉ cho một chút xíu gạo, một chút nước để sống qua ngày. Thì tôi còn nhớ được là cái đoạn thời gian đó rất là khổ. Rất là khổ, phải nói rất là khổ, là mỗi một đồng người chỉ chia được có 3 lon gạo cho một tuần lễ. Đó. Ngoài trừ gạo ra thì còn có cá mòi, cá khô và đậu xanh. Đó. Mà cá mòi lúc đó đó là với cá khô đó là những thứ phế thải ở trong đất liền của Malai, họ đem giục rồi họ cho mình ăn. Cá khô còn có giòi. Cá mòi lúc đó là đã trương sình, cái mở ra mình khi mình mở cái là hộp cá mòi ra còn có mùi hôi thối bay ra. Nó expire rồi, cái hộp cá mòi đã bị expire, có thể nói là 6 tháng cho tới 1 năm rồi. Đó. Mà tôi cũng phải ăn, mà tôi không đâu biết nấu cơm bằng thì như thế nào. Thì tôi cũng học hỏi lấy lon coca, lượm được cái lon coca. Thì tôi bắt chước cũng nấu cơm là nấu nước á, thì tôi chỉ lấy nước biển mà nấu. Tại nước giếng lúc đó thì nó có cái lợ lợ vừa mặn vừa ngọt mà không đủ để chia. Với lại tôi cũng không có đồ để đánh nước. Thì bắt buộc tôi phải lấy nước biển để mà tôi nấu. Thì tôi học được cái cách là những gì mà tôi học trong cái đoạn thời gian mà lúc mà tôi đi ăn mày, đi ăn xin ở Sài Gòn đó. Thì học hỏi từ những đứa bé mà mồ côi đó. Thì tôi nấu nước biển, nấu sôi rồi đó tôi mới đổ gạo vào. Đó, đổ một nắm gạo vào và để lấy nó ra để ủ than thôi. Thì khi mà nước nó cạn thì vừa vặn là cơm chín. Đó. Thì cái lon coca đối với tôi lúc đó là có thể nói là vàng bạc châu báu vô cùng. Nó cũng là vừa là cái chén, vừa là cái nồi cơm, mà vừa là cái ly nước, vừa là cái gáo để đi tắm nếu múc được nước giếng. Đó, những thứ đó tôi đã từng trải qua. Và tôi cũng bắt chước cũng người ta là đi lên rừng để chặt cây. Nếu mượn được cái dao hoặc là mượn được cây cưa của ai đó thì cho tôi mượn để đi cưa cây đốn củi. Mà nhưng phần đông thì họ không cho. Thì tôi cũng lấy đá, lấy đồ và đập những cái nhánh cây cho nó nát ra. Tôi bẻ, rồi tôi đem về làm củi thôi.
Hoặc là bẻ vỏ cây, tôi bẻ vỏ cây, tôi làm củi chứ không cách nào đấy. Ở sau này thì tôi tìm được cũng coi như là kết ở trên bi đông, tôi cũng kết được bạn như người là lớn tuổi nhưng các anh cụ quân nhân đó, thì họ chỉ cách tôi làm sao mà để đốn cây đốn củi dựng nhà, thì tôi cũng bắt chước đi theo đó. Và có thể nói là nếu mà quý vị mà những đặc biệt là những quý vị nào mà ở bi đông sau này đã từng ở bi đông, cái bãi tôi là người khai hoang đầu tiên ở khu F, chính tay tôi dựng cái căn lều đầu tiên ở khu F, và cái giếng nước giữa khu F và khu D, nếu mà ai còn nhớ, cái giếng nước rất là sâu mà toàn là đá không à, tôi đã cũng có phần trong đó đào. Và còn cái bãi trực thăng nữa, bãi trực thăng mà trước sau này hình như nghe nói là nó dẹp bỏ rồi, mà miếng đất đó chính cũng tay tôi là khai hoang miếng đất đó làm bằng để cho chính phủ, để cho cảnh sát Malai họ đậu trực thăng. Và cái cây cầu Chesty, nhắc tới cái cầu Chesty ở Bi Đông mà bằng gỗ chứ không phải như cầu Chesty bây giờ bằng xi măng, bằng gỗ không dài lắm, tôi đã từng là người lên núi cưa cây đem về cho mấy anh thợ bổ thành gỗ, cưa ván thành ván và đem đi cọc đóng cọc Jesty. Đó là cuộc sống những gì tôi đã từng sống ở Bi Đông. Thời thời lúc đó rất là khổ, phải nói là đói triền miên, khát, không có nước uống. Nước uống thì chỉ có là sống theo cái giếng nước, mà có hôm thì có nước, có hôm thì không, cũng ráng mà nước thì nước lợ, cũng ráng mà uống, cũng ráng mà sống. Sau này là quý vị là những người đã từng sống Bi Đông là quá sung sướng rồi, có đầy đủ vật chất rồi. Đó. Thì tôi đời đời tôi phải nói là nó hơi khốn nạn chút xíu, xui mà nhưng lại gặp nhiều cái hên. Đó là những gì tôi từng trải qua. Tôi cũng nghe nhiều người đồn đoán về cái bức tượng ông già Bi Đông ở dưới chân đồi Tôn Giáo, và ông già bị dừa đập vỡ đầu, sau này được cái tên gọi là dừa xù. Đó, ông già bị dừa xù. Hoàn toàn đó là hai câu chuyện khác nhau, không có liên quan gì đến nhau. Tôi nghe đồn đoán quá nhiều nhưng đó là hoàn toàn không có gì. Chính tôi là người witness, là phải là nhân chứng về cái vụ ông già bị trái dừa xù. Là khi đó tôi biết tôi đang dựng cái lều, tôi đang căng dây để dựng cái lều ngay cái cây dừa đó, và tôi được biết là cái ngày có người kêu tôi: nhóc ơi, tránh ra để cho ông già ngồi nghỉ. Khi tôi tháo cái cọng dây đang căng ra đó, thì tôi quay đầu lại, tôi tránh ra, tôi quay đầu lại, thì tôi nghe cái bập một tiếng, thì có người la la lên: bố ơi, gì đó. Tôi quay đầu lại thì tôi thấy ông già đã gục bể đầu rồi, là trái dừa nó trúng ngay đầu, đã bể đầu máu me tùm lum hết đó. Và cũng chính tay tôi là thân nhân của ông già đó là đem cái xác lên khu ép, và tôi là người đã đào huyệt, cũng có phần đào huyệt, không phải là hoàn toàn tôi đào huyệt, cũng có phần đào huyệt để chôn ông già đó. Còn cái chuyện ông già Bi Đông, cái tượng ông già Bi Đông á, là do một cái người điêu khắc gia họ làm, đây là một người bố đang cố kéo thân xác của đứa con gái đã bị hại tặc xúc phạm, chứ không có liên quan gì đến ông già Sù. Xin quý vị nhớ rõ, hoàn toàn là hai câu chuyện khác nhau. Cái bức tượng là chỉ là do nhà điêu khắc gia dựng lên để biểu tượng là người bố lúc nào cũng hy sinh là cứu con.
Có lẽ là quý vị sau này khi mà lên đảo từ năm 81 trở lại thì quý vị chỉ thấy có một chiếc tàu sắt ở đằng đó. Rồi nghe đồn đảo là nói là chiếc tàu ma kéo ra rồi nó tự vào, kéo ra nó chìm rồi nó lại đi vào. Nhưng hoàn toàn không, đó không phải sự thật. Trước đó là có hai chiếc tàu giống nhau. Một chiếc tàu màu đen và một chiếc tàu màu xanh. Chiếc tàu màu xanh là TV148, chính là chiếc tàu tôi đi. Chiếc tàu nằm ngay dưới chân đó. Không, chiếc tàu được kéo ra là chiếc tàu màu đen. Tại nó nằm ngay dưới cái chân đồi tôn giáo, là lúc đó là mỗi lần mà trời mưa thì cái thác nước nó sẽ chảy vào đó, thì bắt buộc phải kéo cái chiếc tàu đó đi để cho nó thông nước, không là sẽ ngập nước vào trên đảo. Thì theo tôi đã từng coi biết, cũng có nhiều người nói là ông bác sĩ Nguyễn Sinh Cung đứng ra giải quyết vấn đề kéo này. Mà thật sự lúc đó là có phải vậy không tôi không biết, tôi không biết là có phải là ông bác sĩ Nguyễn Sinh Cung hay không. Mà kéo ra là thì kéo ra họ chìm ngay bên đảo Cá Mập. Mà nhưng lần thứ nhất khi kéo ra là hoàn toàn không phải là chìm, chỉ kéo ra bỏ rơi. Bỏ rơi, chỉ nhớ nhắc lại, kéo ra là cắt dây, chứ không gọi là để cho đánh chìm. Thì cái hôm đó là cái lúc cái giờ đó là giờ thủy triều nó lên. Nếu mà quý vị để ý là cái đảo Bi Đông nằm phía bên tay trái và đảo Cá Mập nằm phía bên phải, cái dòng nước đó sáng sớm thì nó đi xuống, nó đi rất là thuận, buổi chiều thì nó đi ngược lại. Khi mà buổi chiều kéo ra tới nơi đó thì cái dòng nước chiếc tàu nó lại đi ngược lại, thì theo cái dòng xoáy nó lại trở về ngay dưới chân đồi, chứ không có chuyện ma quỷ trong này. Lần thứ nhì kéo ra là chính phủ Malaysia đã cho bơm nước vào, kéo ra xa phía bên kia đảo Cá Mập, bơm nước vào để cho chìm. Nếu mà nói ma mà tại sao lại không có chuyện, không có lần thứ ba để đi vào đó, cái sự hiểu lầm trong này đó. Còn chiếc tàu sắt TV148 không có liên quan gì đến cái vụ gọi là chiếc tàu ma đi kéo ra là kéo vào, nó vẫn nằm ở đó từ mấy chục năm nay. Thì đáng lý tôi đã được đi định cư rất sớm, thì cái khoảng đầu cuối tháng 3 năm 79, tại tàu tôi lên từ tháng 10 năm 78, cuối tháng 3 79 thì tình cờ cái anh thông dịch viên thì anh nó gặp tôi, nói ủa sao tàu 50 đi hết rồi mà sao em còn ở đây. Thì tôi thì cũng bất ngờ là em cũng không biết. Thì chính anh đó là không nhớ tên, là anh đưa tôi về xuống khu A chỗ phái đoàn Liên Hợp Quốc làm việc đó. Họ là anh ta giúp để bổ túc lại hồ sơ, làm lại cái hồ sơ, và đầu tháng 6 tôi được rời đảo. Là coi như là tôi ở thời gian gọi là 8 tháng trời. Có thể nói tôi là một trong những người cuối cùng của chiếc tàu số 50 TV148 rời đảo. Và khi tôi nhất còn nhớ là tôi không nhớ ngày rời đảo, mà tôi chỉ nhớ được là ngày 1 tây tháng 6 tôi đặt chân tới Mỹ, tới Hawaii. Đó. Ngày rời đảo có thể là tôi chỉ nhớ là một cái trại chuyển tiếp là từ Bi Đông tới Kuala Lumpur, ở đó một tuần lễ đó. Thì theo tôi nhận định thì nếu mà coi lịch lại thì tôi có khoảng đâu ngày 23 hoặc là ngày 20 gì đó là ngày rời đảo. Thì khi tôi qua thì cũng như nhiều quý vị khác là dân tị nạn, có một người bảo lãnh đó. Thì tôi theo diện under age là minor, thì cô nhi đó, gọi là cô nhi đó, thì dưới vị thành niên. Thì tôi được vào gia đình bảo lãnh ở trên xe đâu, người đó cũng là một gia đình quân nhân, mà nhưng họ lại được đổi đi qua Nhật. Mà nhưng lúc đó tôi không phải là quốc tịch Mỹ thì tôi không có thể đi du lịch ra khỏi nước Mỹ.
họ là nhờ gửi tôi về xuống Southern California cho hội USCC. Và tôi sống ở USCC ở cái hội, tôi còn nhớ là tôi ăn ở ở cái bệnh viện Queen of Angel ngay Los Angeles, ngay chỗ Freeway 101 có thể nhìn thấy được. Queen of Angel là đằng sau đó là cái nhà kho, là chỗ mà người ta donation quần áo. Tôi còn nhớ cái phòng đó, là tôi còn ở trong đó một thời gian. Thì cứ hàng tuần, sau ngoại trừ đi học ra rồi rồi đi làm việc ở trong phân phát, rồi giặt giũ quần áo, rồi xếp quần áo người ta donation đó. Có một lần thì tôi xin phép là cho nhà thờ đằng đó, rồi cho tôi đi xuống Orange County. Thì tôi biết là Orange County có người Việt ở đằng sống ở đằng đó, thì tôi cũng tò mò là hỏi chuyến xe bus, thì cũng 2-3 tiếng đồng hồ tôi mới xuống được tới Orange County. Tại vì xuống thì tôi một hôm là tôi tình cờ được cũng đứng ngay chỗ, không biết cái vị còn nhớ không, ngày xưa ngay chỗ Phước Lộc Thọ, lúc đó chưa có Phước Lộc Thọ, mà người trước mặt gọi là mé hông của Phước Lộc Thọ lúc đó là có một cái dãy nhà chừng 3-4 căn thôi, là có cái tiệm bánh mì sáu voi, tôi còn nhớ đó. Thì bánh mì sáu voi thì tôi cũng đứng được coi danh sách là tìm thân nhân à, thì tôi cũng đứng tìm, tôi cũng ghi danh vô để tìm thân nhân có ai có liên lạc không. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, thì có một thời gian tôi cũng xuống đó, thì tôi tình lình tôi có thấy có một người chị lúc đó cũng lớn hơn tôi, cũng có khoảng được 5 tuổi. Thì lúc đó tôi qua Mỹ là năm 16 tuổi, là như là một năm sau có khoảng là 17 tuổi rồi cỡ đó. Thì tôi thấy người chị đó cũng khoảng hai mấy cỡ đó thôi, cứ nhìn tôi hoài mà không hiểu thì họ nhìn cái gì. Rồi bỗng nhiên là cái anh chị đó cái đi xuống hỏi với tôi, phải chát không, phải dân Nha Trang phải không? Dạ phải dân Nha Trang. Chát rồi cô ta mới tự giới thiệu là ai, và từ đó mà tôi mới biết là cô là chị họ, là con ông cậu của tôi. Mà tôi cũng không biết lúc, tại ở nhà tôi chỉ biết cậu Tư, cậu Năm thôi, chứ tôi đâu có biết tên. Chỉ gọi là cậu Tư, cậu Năm thôi, chứ tôi hoàn toàn tôi không biết tên là gì. Thì họ nói ra là họ, rồi cái anh chị đó mới cho tôi biết là gia đình tôi vẫn còn sống, là hiện đang sống ở đâu, sống ở Sài Gòn, ở quận nào. Và lúc ở bố tôi là lúc đó là đã bị đưa đi học tập rồi. Thì từ đó rồi tôi mới hỏi về cái vấn đề là làm sao liên lạc với gia đình. Thì anh chị đó mới đưa tôi xuống downtown chỗ Western Union đánh điện tính về Sài Gòn, cho biết là chị em đã tìm được nhau, cho gia đình biết là chị em đã tìm được nhau ở Mỹ đó. Rồi tôi về nhà lại cái chỗ nhà thờ đó, thì tôi mới hỏi cho nhà thờ làm cách nào mà để đưa bố mẹ tôi với mấy anh chị em của tôi qua đây. Thì cho nhà thờ nói là để liên lạc hỏi USCC như thế nào. Mà như USCC nói là vì vấn đề là trong cái tuổi tác của con đó, thì của tôi đó thì còn đang đi học, không có income, thì làm sao mà làm giấy bảo lãnh, mà ai sẽ đứng ra làm bảo lãnh? Hội nhà thờ không có thể đứng ra bảo lãnh về cái theo gọi là chương trình đi trực tiếp ODP. Hội nhà thờ chỉ bảo lãnh là refugee thôi đó. Thì trong đó thì tôi có nhờ gọi là sự cản trở của coi như là thông dịch qua chỗ anh Nam Lộc. Tôi biết anh Nam Lộc thì anh Nam Lộc cũng cho ý kiến tôi, là nói tôi duy nhất đó bây giờ ráng làm sao mà học cho tới hết high school, thì chỉ còn một năm nữa thôi. Thì tôi học, cố ráng học ra để lấy được cái bằng high school. Thì anh Nam Lộc cho tôi biết là đi đăng lính, mình đi lính Mỹ. Thì may ra mình lợi dụng được cái gọi là mình đi lính Mỹ, họ có thể giúp mình một cái gì đó
là không dám chắc lắm. Thì tôi cũng nghe lời, thì mình cũng đi lính Mỹ đi, qua ra sao. Thì thế là tôi cũng đăng ký tôi đi lính Mỹ. Mà khi mà lúc mà qua graduation mà training đó, thì tôi gặp một anh đại úy, cái đại đội trưởng đó, là anh mới nói là mình ở Việt Nam, là anh là người Mỹ mà anh biết nói tiếng Việt. À, anh mới nói là ổng là ngày xưa là con từng phục vụ ở Việt Nam, mà không phải là ra chiến trường, anh là làm trong tòa đại sứ gì thôi. À, à, rồi cái thì tôi mới nói cái hỏi là danh bố tôi là ai, mẹ tôi là ai, cũng nói ở tôi có quen biết là ổng có một thời là tôi có một thời gian làm ở tòa lãnh sự quán của Mỹ ở Nha Trang, tôi biết hai ông bà này, à, à, tôi có quen biết hai ông bà này như thế nào, à, để đó tôi liên lạc với sếp tôi như thế nào. Đó, thì ngày qua thì sau này đó tôi cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết. Thì anh đại úy cũng ngày qua ngày, tháng qua tháng thì tôi cũng đi lính. Mà đến năm 87, 88 cái đoạn đó, thì có một hôm thì lúc này là anh đại úy thì anh đi lên thiếu tá rồi, anh lên thiếu tá rồi, mà cái sếp ảnh thì cũng là lên rồi, cũng lên trung tá hay đại tá gì đó rồi. Thì có một hôm thì anh kêu tôi về thay đồ, quần áo, dressing uniform đàng hoàng, là chở ông ra phi trường. Thì tôi cũng nói là nó mãi để đú đi rồi đề, à, không phải là nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay. À, cái ông mới nói là it's not your, you cannot disobey my order. Đấy, ông nói là anh không có thể được kháng cự, đây là lệnh của tôi, anh phải về thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ra chở tôi ra phi trường. Mà tôi cũng không hiểu chuyện như là chở rồi thì mình cũng nghĩ ok được, tôi chở ông ra phi trường. Mà thì ông là trực tỷ từ Camp Pendleton đi xuống LAX, thì xuống LAX thì mình tưởng là cái gì, thì ra tới Tom Bradley International Area đó, thì ông mới chỉ nhìn kìa. Thì khi mà tôi ra nhìn thì bố mẹ tôi đứng mà gọi là bất ngờ, cái sự bất ngờ mà tôi không thể tả nữa. Tôi không biết làm sao mà tôi đứng đơ người. Tôi chỉ biết là bao nhiêu lần thế mà tôi không ngờ là cái sự can thiệp của những hai vị sĩ quan này, nhà thần USCC can thiệp và đưa bố, coi như là bố tôi là học tập ra rồi đưa bố mẹ tôi qua đây. Rất tiếc là mà những cái tấm hình đó là tôi hoàn toàn mất hết sau khi vụ hỏa hoạn ở nhà, không còn tấm hình mà để tôi giữ lại để làm kỷ niệm. Tối thì khi mà tôi rước được bố mẹ tôi về đó, thì tôi cũng đưa lại lúc đó là tôi cũng sống trong trại lính, thì họ chỉ cho tôi biết là chỉ ở tạm 3 tuần thôi chứ không được ở dài. Đây là quân trại lính, không có được civilian ở trong đó. Thì ở tạm 3 tuần thì họ kêu tôi ra ngoài mướn nhà. Thì tôi cũng ra ngoài mướn nhà rồi cho ông bà đây, rồi ở rồi một trong vòng một năm sau, đúng một năm sau thì mấy anh và em của tôi là từ Philippines qua, thì họ theo cái chương trình gọi là ODP dưới vị thành niên là thanh thiếu niên gì đó cũng phải qua Philippines training đó, thì một năm sau thì họ qua, thì từ đó là coi như là chấm cái là chính thức đoàn tụ, là tôi chấm dứt cái đoạn mồ côi là từ năm 75 cho tới 88 là đúng 13 năm trời tôi là mồ côi. Tôi có về Việt Nam cách đây cũng được 5-6 năm. Tôi về, lần đầu tiên tôi về, tôi cũng ghé Trạng Đông. Tôi cũng hỏi có nhiều người có ai biết anh Hiệp, và trong cái đoạn thời gian từ 75 cho tới 78 là đại chức tôi C3 gác ở đây không? Mà thời gian quá lâu rồi, họ có, nhiều người họ không biết, tôi mất liên lạc, coi như là tôi không biết anh Hiệp ở đâu.
có thể là anh đã mất rồi. Tại trong cái đoạn mà thời gian anh nói là anh yếu sức lắm rồi, anh là bị là không có thuốc men, không có gì, anh bị thương, anh mất một tay một chân thì yếu sức lắm rồi mà tôi không biết là anh sống ở đâu. À, nói là năm 85 thì khi mà tôi gặp chị họ tôi và qua cái sự advice của anh Nam Lập thì tôi đăng ký vào lính. Thì tôi đi lính thì đến chừng thì tôi cũng lợi dụng về cái sự quan hệ của lính Chắn, lính Mỹ mà hy vọng là để bảo lãnh được cho gia đình qua. Thì tôi cũng tình cờ là gặp anh đại quý đó, đại đội trưởng đó, là đã từng là làm ở tòa lãnh sự quán Nha Trang, lãnh sự quán Mỹ ở Nha Trang, thì quen biết bố mẹ tôi. Thế thì đến khi mà năm 88 mà bố mẹ tôi qua đó, thì khi mà tôi ở trong quân đội thì được 12 năm, tới năm 97 tôi mới rời quân đội. Năm 91 thì tôi đã từng tham gia trận đánh Desert Storm, kêu bão sa mạc đó. Đó, và tôi cũng đã bị thương ở trận chiến đó. Đó, thì phải nói là bị thương nặng, là tôi bị một mảnh đạn pháo 12 ly 7. Đó, cái đạn pháo nó kim vào đầu. Đó, hiện như là đây quý vị có thể thấy được là cái đầu của tôi nó bị móp qua một bên. Đó, bị móp qua một bên. Mảnh đạn pháo này nó bị móp qua một bên. Đó, thì cũng lấy ra rồi. Đó, thì quân đội theo chức vụ của tôi cũng là chỉ có gọi là hạ sĩ quan, gọi cái mang là staff sergeant, là gọi là trung sĩ, dịch tiếng Việt gọi là trung sĩ nhất, vậy thôi. Coi như nhiệm vụ của tôi là trung đội trưởng. Khi mà tôi qua Mỹ là lúc đó tôi năm 16 tuổi rồi, thì đến năm 18 tuổi thì tôi đăng ký đi lính. Tôi đăng ký đi lính thì phải nói là trong cái đoạn thời gian 16 tới 18 là tôi học high school, và theo cái trình độ gọi là tôi hoàn toàn không biết gì về văn hóa. Thì cái đoạn thời gian từ 12 tuổi cho tới 16 tuổi cỡ đó thì tôi là một đứa bé đi làm rác, ve chai, ăn mày. Tôi không có học thức gì hết. Khi qua đến Mỹ rồi tôi coi là tôi có nhận định được cái sự đây là một cái cơ hội để tôi đổi đời. Và tôi cố gắng là học tập làm sao mà để qua lấy được cái bằng high school, là tôi có thể gọi là để tham gia vào quân đội và từ đó mà tôi có thể là bảo lãnh được gia đình. Cái 2 năm trời đó thì tôi học hỏi tiếng Anh là từ là cái cầm một cuốn từ điển Anh Việt, và tôi hàng ngày tôi phải mua một tờ báo và coi tin tức trên TV. Thì theo coi tin tức trên TV đó, rồi tôi theo cái cảm nghĩ, cái sự những gì tôi hiểu biết về tiếng Anh, cái trình độ trên TV nói gì thì tôi viết ra theo tiếng Việt, và từ tiếng Việt tôi lại dịch nhờ cái cuốn từ điển Anh là dịch qua tiếng Anh. Đương nhiên là không phải là anh coi như 100% đúng văn phạm, có thể nói là chỉ có 20% hay 25% đúng văn phạm thôi, còn như là sai hết. Mà nhưng tôi có sự cố gắng đó và tôi đem vào trường để cho thầy cô chỉnh sửa giùm đó. Thì họ chỉnh sửa xong xuôi là làm sao mà để họ biết được là mình đúng chính, thì tôi cũng lấy tờ báo, ngày hôm sau tôi mua tờ báo đem vô để cho họ coi. Thì họ coi lại đúng y hệt những gì tôi nghe được trên đài đó. Thì từ đó thì tôi bắt đầu mới học hỏi từ từ đó. Phải nói không gọi là học hỏi từ từ, là tôi cố gắng làm sao trong 2 năm tôi lấy được cái bằng high school. Học toán cũng vậy, học lý, bất cứ một cái gì tôi cũng hàng ngày cũng ở lại trường ít nhất cũng 1 tiếng 2 tiếng rồi tôi lại về, chưa về nhà tôi cũng đi lên library để mà tìm ai có thể chỉ dẫn giùm tôi. Vậy ha. Năm 90 tôi bắt đầu lấy vợ, thì có sự bất hạnh là sau 3 năm kết hôn thì
thì vợ tôi bị một cơn bạo bệnh và qua đời. Lúc đó thì con tôi thì được có 3 tuổi đầu. Thì tôi làm sao mà cũng phải cố gắng mà để mà nuôi con. Đến năm 97 thì lúc đó con tôi nó 9, khi mẹ nó mất thì nó cũng được 97 rồi tôi ra khỏi quân đội thì tôi cũng tiếp tục là nuôi dưỡng con tôi. Tôi không có nghĩ suy nghĩ về bước đêm bước nữa, tôi chỉ làm cách làm sao mà để được nuôi con tôi thôi. Thì hàng ngày tôi cũng vẫn đi làm như thường lệ, nhưng có cái là tội cho thằng nhỏ là 5 giờ sáng tôi phải kéo đầu nó dậy để đem đi gửi. Chỉ có cái tội là cái đó, và đến chiều 5 giờ chiều tôi mới về ở nhà mà để lấy coi như bóc nó từ BBC về ở nhà. Thì cuối tuần đó thì tôi cũng là hai cha con cũng đem đồ những cái công cái thủ công của tôi làm là hoặc là những cái quần áo vớ để tôi mua ở dưới downtown đó, đó tôi đem bán ở chợ trời. Cái đó là để kiếm sống. Rồi tôi cũng gọi là nói làm sao mà tôi làm sao để mà nuôi con để dạy dỗ cho nó thành người. Và tôi không có tính của tôi là nó không có một cái ép buộc gì hết. Tôi chỉ có một cái niềm hy vọng con tôi sau này nó có một cái cơ hội gọi là better life, nói chung là một cái cuộc sống đáng để sống cả ngàn lần hơn tôi những gì tôi đã từng trải qua. Thì khi mà vợ tôi mất rồi đó, tôi cũng tiếp tục cái cuộc sống của tôi và vẫn đi làm thường xuyên, và từ đó tôi nuôi con mình ở thành tài. Và sau khi mà nó học đại học xong xuôi thì tôi mới biết là con tôi là chính thức là có một cái cuộc sống hơn ngàn lần của tôi. Là hiện giờ cháu nó đã là aerospace engineer và đang làm việc cho hãng Airbus ở London. Trong bao nhiêu năm này, những tất cả là những người đã từng vượt biên, lúc nào cũng không thể xóa bỏ được cái ngày tháng đau khổ vượt biên đó. Thì cũng như thì tôi thì lúc nào nó cũng cái ấn tượng là tàu vượt biên thì lúc nào nó cũng bằng gỗ, nhưng tôi là thì đi tàu bằng sắt mà 99% là tàu đánh cá bằng gỗ. Thì tôi cũng làm thì cái nghề gọi là tôi hiếu kỳ, tôi thích làm thủ công thì tôi làm, tôi ấn tượng theo những cái gì mà trong đầu óc tôi làm một chiếc ghe bằng gỗ tượng trưng cho một cái ngày vượt, những ngày vượt biển ngày xưa đó. Thì mỗi khi mà tôi làm thì tôi có một cái cảm giác linh hồn ai đó nó vẫn còn ở trong này đó. Có thể rồi nó có cái một còn cái cảm giác để cũng chính chiếc tàu này mà để đổi đời cho tôi đó. Có thể là một cái cũng cái này là cái tương cái đầu cầu để đưa quý vị đó, xin lỗi chứ là phải nói là dùng quý vị là đến được bờ tự do có ngày hôm nay đó, để nuôi con cháu sau này để cho nó thành tài thành đạt. Đó là cái cảm tưởng của tôi lúc cũng đầu tôi lúc nào người ta cũng nói là anh là đã quốc tịch Mỹ rồi sao? Không, thì tôi biết tôi quốc tịch Mỹ, tôi cũng đến từng Việt Nam, nhưng không có gì bằng là đời tị nạn, phải không? Đời người vượt biển. Trong đầu tôi lúc nào tôi cũng hãnh diện, tôi đã từng người là người vượt biển, là theo cái danh từ tiếng Anh gọi là the bold people. Okay. Thì tôi không có đầu gọi là có nhiều người trốn tránh xấu hổ mang cái từ ngữ đó, the refugee, the poor people, nhưng đối tôi không, tôi rất hãnh diện, I'm proud of it. Đó, nó chiếc tàu này đã đổi đời cho tôi, và là
nó cũng đều đem đến một cái tương lai tươi sáng cho con tôi ngày hôm nay. Thì trong bao nhiêu năm nay đó thì tôi nói là lúc nào tôi cũng có cái niềm tin một ai đó đã từng luôn luôn phụ giúp tôi. Tôi không biết người đó là ai, có một ai đó lúc nào tôi cũng tin tưởng ai đó sẽ giúp tôi đó. Bằng cách này bằng cách nọ tôi không biết, có thể là nếu mà mình nói về theo về tín ngưỡng có thể mình nói đó là ông trời đó. À, nếu mà mình nói về cái tâm linh gì đó có thể là một người nào đó gì đó giúp tôi. Thì cái niềm đối với tôi đó thì tôi lúc nào cũng có một cái niềm tin, mà cái niềm tin đó là cái hy vọng để tôi vươn lên. Thì tôi phải nói là đối với nhiều người đã từng tị nạn nay đã thành công thành đạt trên thị trường trên này nên nọ đó, thì tôi không bằng họ, mà nhưng tôi đã thành công những gì mà tôi đã từng trải qua. Tôi đã vươn lên, tôi có sự sống của tôi riêng tôi, chứ là tôi không bao giờ là đổ trách cho ai. Tôi không có cái gọi là cái excuse để trốn tránh cái sự trốn tránh về cái trách nhiệm của mình. À, mình phải hiểu biết khi mình đã qua tới đây là mình phải biết cái đường hướng đi tương lai của mình. Thì chứ đừng ở đó mà gọi là để đổ lỗi cho bất cứ hoàn cảnh. Thì cũng tôi đã từng nghe qua có nhiều người đổ lỗi có hoàn cảnh là tôi không được đi học nè, rồi tôi lớn tuổi quá rồi nè, tôi sức khỏe yếu nè, đổ tội là tôi không có tài chánh để giúp tôi cái này cái nọ cái kia cái còn. Nếu mà con người, nhưng tôi lại khác, tôi hoàn toàn tôi không có tài chánh, tôi là đứa bé bồ côi mà tôi không có gia đình giúp đỡ, không ai gì hết, tôi phải tự vươn lên một mình tôi đó. Thì tôi không, cái đầu tiên nhất là tôi phải từ bỏ cái từ ngữ đổ lỗi. Nếu có đổ lỗi là tự đổ lỗi cho mình đó, chứ đừng có đổ thừa cho ai đó. Tôi vươn lên và tôi sự sống của tôi là tôi lúc nào tôi quy kiên cường là những thứ gì mình tôi đã từng học được là trong cái đời cái đời lưu lạc mồ côi cái bụi đời và từ trong quân đội mà tôi đã học được là đừng nên đổ lỗi bất cứ một gì. Đó là cái sự vươn lên, lúc nào cũng niềm tin vươn lên. Hôm nay làm thất bại không sao, mai làm tiếp, một ngày nào đó nó cũng sẽ thành công. Tuy nếu có nhiều người nói về là tài chánh thì có sao đâu, hôm nay mất một đồng thì biết đâu ngày mai kiếm được 10 đồng. Lúc đừng có nghĩ thì gọi là tài chánh là để một cái đổ lỗi, cứ tiếp tục cái niềm tin của mình, sống mình sống theo cái cách của mình chứ đừng có bắt chước, mình sống theo cái khả năng của mình đó. Tôi lúc nào cũng vậy, tôi sống theo cái khả năng của tôi thôi chứ tôi không cần đi bắt chước ai để mà sống. Tôi kiếm được 10 đồng thì tôi sống theo cái cách 10 đồng của tôi, chứ tôi không có gọi là đi sống theo 100 đồng như người ta. Đó là cái những gì mà tôi đã từng học hỏi trong 40 năm nay và tôi vẫn kiên cường tới ngày hôm nay. Cuộc đời tôi đã đổi đời từ biến cố năm 75. Thì những gì xảy ra đã từng xảy ra rồi, thì tôi đã từng bụi đời qua và đừng rồi cái sự bất ngờ là để tôi được đổi đời trong chuyến tàu vượt biên đó. Mà khi tôi qua tới Mỹ rồi đó, và tôi đã tới ngày hôm nay, tôi đã từng thấy có rất nhiều người rất phí về cái cuộc đời, là trở thành những là homeless, dính vào cờ bạc, rồi dính vào đủ thứ tệ đoan xã hội. Mà tôi
những gì mà tôi hiểu biết, như như các bạn nói, nghĩ coi, một đứa bé 15, 16 tuổi mà khi qua Mỹ mà dưới diện mồ côi, rất là dễ để lâm vào một cái tình trạng gọi là tệ nạn xã hội, tham gia vào cái những tệ nạn xã hội. Mà nhưng tôi không. Đó. Tại sao tôi không tham gia vào những thứ đó? Vì tôi có ý chí riêng của tôi. Đó. Tại sao mình đã có cơ hội để đổi đời? Mà tại sao mình phải tiếp tục cái con đường bụi đời đó làm gì? Mình học không được thành tài, ít nhất mình cũng thành tài, ít nhất mình cũng học thành tài, thành nghề. Đó, để mình thành nghề để mà vươn lên. Thành chữ không được thì học nghề thì vừa vươn lên. Thì tôi đã từng như là học chữ, học nghề. Tuy là tôi không có bằng đại học nhưng tất cả mọi người. Đó. Gọi là làm sao nói là làm cái gì đó để mình hữu ích cho một cái xã hội. Đó. Tôi đã từng tham gia vào quân đội. Đó. Tôi rất hãnh diện. Tôi rất hãnh diện là tham gia vào quân đội. Là mình làm được cái gì cho một cái đất nước Mỹ này, một cái xã hội này. Họ nhận mình vào. Đó. Họ cho cơ hội mình để đổi đời. Thì mình phải làm được cái gì đó để trả ơn. Có nhiều, cũng có người thành công là họ làm thành một cái một nhân tài nào đó để trả ơn, cách này hay cách khác. Thì theo tôi đó, tôi không có cách này, thì bắt đầu tôi chỉ có con đường lựa chọn vào quân đội để tôi trả ơn nước Mỹ. Và tôi cũng hy vọng là những con em sau này, đặc biệt là những con em mà không biết gì về cái hoàn cảnh của đất nước trong biến cố 75. Đương nhiên là tôi đối với các em là hoàn toàn không có cái khái niệm gì về từ ngữ Việt Nam, tại các em là sinh đẻ lớn lên ở đây. Mà nhưng các em phải hiểu được có một cái gốc, cái nguồn gốc của các em là việc người Việt, người Việt Nam. Phải hiểu được cái đoạn người Việt Nam không bao giờ buông bỏ ý chí. Phải nhớ kỹ cái câu đó. Cái ý chí của mình là vươn lên, chứ không bao giờ cúi đầu để chịu nhục. Người Việt, tôi người gốc Hoa, mà nhưng tôi vẫn có cái ý chí, tôi vẫn là người Việt Nam. Tôi sinh ở Việt Nam, tôi vẫn là người Việt Nam. Tôi có cái ý chí vươn lên, phấn đấu đến cùng. Và tôi hy vọng là các em sau này lớn lên phải tự vươn lên, phải tự học hỏi. Không biết thì nên hỏi. Hỏi từ cách người này qua người kia. Có thể hỏi trực tiếp với cha ông để học hỏi. Và mình biết được nguồn cội của mình là từ đâu đến. Chứ đừng bỏ lỡ cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội là hại cả cuộc đời. Theo cái tôi nghĩ cái cảm tưởng về gìn giữ về cái nền văn hóa của Việt Nam mình đã ở hải ngoại đó, nó rất là gọi là quan trọng. Nó không chỉ gọi là quan trọng không, là mình phải hiểu được cái cội nguồn của mình đến từ đâu, bắt đầu từ đâu. Phải hiểu để cho thế hệ mai sau nó hiểu người Việt mình đến tứ xứ do đâu mà đến. Phải hiểu được cái câu chuyện từ đầu và gìn giữ lại cái văn hóa, là không phải là mình muốn đem cái văn hóa của mình để xâm nhập vào văn hóa người ta, không phải vậy. Mình gìn giữ cái văn hóa của mình để cho thế giới hiểu biết cái văn hóa của mình nó tồn tại đã 4.000 năm mà không được, là không nên để mất đi. Không nên để mất đi. Đó. Là cái lịch sử của Việt Nam đã tồn tại. Cái văn hóa của mình tồn tại 4.000 năm. Từ vua Hùng cho đến nay. Đó. Thì các em thì có thể là tiếp tục cái con đường sự nghiệp của cha ông mà chưa làm hết. Thì mai sau tiếp tục đời này truyền qua đời kia.
để mình hiểu biết được tại sao lại có vua Hùng, nguyên do vua Hùng từ đâu ra đó. Rồi mà tại sao là các sự cố phân chia Nam Bắc, mình phải hiểu được cái lịch sử Việt Nam, nó rất quan trọng. Đó giống như là mà các em đi hẹn giờ đang học ở Mỹ, sinh ra lớn lên ở Mỹ, học lịch sử nước Mỹ từ năm lớp 1 bắt đầu, mà tại sao vẫn học lên đến đại học, trong khi nước Mỹ chỉ có 200 mấy năm thôi, mà từ lớp 1 lên tới đại học vẫn học lịch sử, vì cái lịch sử nó rất là quan trọng. Thì các em phải hiểu được 4.000 năm lịch sử thì nó lâu dài cỡ nào. Mình chỉ tóm tắt mình biết được cái vua Hùng từ đâu đến, tại sao lại có vua Hùng, tại sao không có người khác đó. Và cái nguyên do tại sao người Việt mình lúc nào cũng đứng lên phấn đấu, ý chí cái phấn đấu vươn lên là từ đâu. Là xin nhớ lại một lần, nước Việt mình đã từng bị đô hộ bởi giặc Tàu. Tôi không ngần ngại dùng những cái danh từ giặc Tàu. Tôi người Hoa là người Hoa, nhưng tôi sinh Việt Nam, tôi vẫn công nhận tôi vẫn là người Việt Nam. Thì cái cuộc sống thì mỗi người qua đây chứ bắt nguồn là từ sau biến cố 75, thì có người đều là đi vượt biên, là cũng có sự mất mát trong đó, cái hoàn cảnh mất mát trong đó cũng có, bị ô nhục cũng có. Mà rồi cái đời sống của trẻ tị nạn đã từng trải qua bao nhiêu đau khổ cũng có. Nhưng đối với tôi chỉ là một phần nhỏ nhoi như một hạt cát. Cái câu chuyện của tôi chỉ là một cái hạt cát trên sa mạc thôi. Đối với hàng triệu người vượt biên, mỗi người có một cái câu chuyện riêng. Có thể nói là kể từ đây kể tới ngàn năm sau cũng không hết. Đó là cái theo về sự hiểu biết của tôi là tôi chỉ có một từ ngữ là vươn lên, tiếp tục vươn lên, không hề bỏ cuộc. Tìm cái gì đó sự một cái về một cái ý chí phấn đấu. Mình hôm nay có ngày hôm nay, mình đừng quên những người đã từng bị mất mát. Mình nên giúp đỡ cách này hay cách nọ. Nếu mà gọi là ai có tài chánh, có sức, có tài chánh thì giúp đỡ tài chánh, mà ai không có đủ tài chánh có thể ra sức để góp sức, làm một cái điều gì đó để mình giúp đỡ coi như là cộng đồng chúng ta, người Việt hải ngoại. Người Việt hải ngoại sống ở là qua nước Mỹ này có nhiều diện khác nhau đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục đoàn kết và là đưa lại cái nền văn hóa chúng ta đi khắp năm châu. Tôi không nói thì tôi không thích về nói về chính trị, không phải là chúng ta đã đứng lên mà thành lập một lực lượng này lực lượng nọ để mà trở về giải phóng quê hương đó. Cái đó là cái chuyện tôi không dám nói được, thì tôi bản thân tôi không phải là người chính trị gia, tôi không thể nói được cái điều đó. Tôi chỉ biết là làm sao chúng ta tiếp tục để giúp tay giúp sức, tài chánh công việc để đưa cái nền văn hóa của chúng ta đi khắp năm châu để cho người ta hiểu biết người Việt chúng ta như thế nào.